vừa thông báo tổ chức concert, Vương Hạc Đệ nhận chỉ trích bào tiền người hâm mộ. Mới đây, studio của Vương Hạc Đệ xác nhận anh sẽ tổ chức buổi concert tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 28 tháng 12. Ngoài ra, bản giá vé buổi concert này cũng đã được tiết lộ với con số dao động từ 680 đến 2.380 tệ, khoảng 2,4 đến 8,3 triệu đồng. Do đó, nhiều cư dân mạng xứ Trung đã tranh cãi nảy lửa trước giá vé concert của Vương Hạc Đệ, cũng có không ít người chê anh ngáo giá và chỉ giỏi bào tiền người hâm mộ. Ngay cả những ca sĩ chuyên nghiệp như Châu Kiệt Luân hay Trương Kiệt, thì giá vé concert cao nhất của họ cũng chỉ từ 1.680 đến 2.000 tệ, khoảng 5,9 đến 7 triệu đồng, hay cấp bậc thiên vương như Lưu Đức Hoa mới đến con số 2.580 tệ, khoảng 9 triệu đồng. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Hạc Đệ bị chỉ trích vì bào tiền fan. Năm ngoái, ngôi sao 26 tuổi đã nhận về nhiều bình luận tiêu cực khi shop thời trang mang tên anh bán hàng với giá quá cao. Trước đó, chiếc hoodie chẳng có họa tiết gì cũng đã có giá 896 tệ, khoảng 3,1 triệu đồng. Một chiếc áo thường với logo chữ D được rao với mức 423 tệ, khoảng 1,4 triệu đồng. Hay chiếc mũ len chẳng có gì đặc biệt, cũng khiến người mua mất 366 tệ, khoảng 1,3 triệu đồng. Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, anh từng tốt nghiệp tại Học viện Chuyên hàng không Tây Nam, rẽ ngang sang lĩnh vực nghệ thuật. Vương Hạc Đệ liên tục tham gia vào các cuộc thi thần tượng và đạt được thứ hạng cao, góp phần giúp tên tuổi của anh trở nên phổ biến hơn với khán giả. Năm 2018, có được vai chính đầu tiên trong bộ phim Tân Vườn Sao Băng, Vương Hạc Đệ lại bị chê bai vì non kinh nghiệm diễn xuất. Sau dự án này, Vương Hạc Đệ vẫn mãi dậm chân tại chỗ, dù có những tác phẩm mới. Phải đến phim Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ mới có một bước lột xác, nhờ vào diễn xuất và tạo hình ngầu của vai phản diện, cùng với đó là phản ứng hóa học với Ngô Thư Hân. Bộ phim trở thành phim ăn khách nhất mùa hè 2022. Vai diễn trong phim này cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên, mang tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả. Sau đó, Vương Hạc Đệ được mời đóng chính phim Dị Ái Vi Doanh. Trong phim, anh vào vai tổng tài bá đạo thời Yến, rơi vào mối tình với nữ phóng viên Trịnh Thư Ý, do Bạch Lộc đóng. Bộ phim dù còn vướng nhiều tranh cãi, nhưng vẫn ít nhiều giúp cho tên tuổi Vương Hạc Đệ được chú ý hơn. Sau 2 năm, giai đoạn từ 2022 đến năm 2024, trang Sohu đánh giá, Vương Hạc Đệ là diễn viên trẻ có nhiều tiềm năng để phát triển. Với những tiêu chí như ngoại hình, lượng fan, khả năng thu hút truyền thông, anh được kỳ vọng sẽ cải thiện hơn về diễn xuất cho các dự án mới. Tứ Tiểu Hoa 95 phù hợp với tạo hình cổ trang, Triệu Lộ Tư vẫn thua mỹ nhân này. Cổ trang là thể loại phim rất được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ. Hàng năm, có đến hàng nghìn bộ phim thuộc thể loại này được sản xuất và lên sóng. Tuy nhiên, không phải bất cứ diễn viên nào cũng phù hợp với tạo hình này. Theo netizen, Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân, Châu Giả và Điền Hi Vi là những tiểu hoa 95 phù hợp nhất với tạo hình này. 1. Triệu Lộ Tư. Ngay từ vai diễn đầu tay, Triệu Lộ Tư đã được khen ngợi vì phù hợp với tạo hình cổ trang Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Nét mặt dễ thương, khả ái, sáng khung hình của nữ diễn viên là điểm mạnh lớn so với các đồng nghiệp. Thời điểm đóng Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ của ta, Tinh Hán Sáng Lạn, mỹ nhân 9X từng nhận nhiều chê bai vì thân hình kém thon gọn, nhiều mỡ thừa. Khuyết điểm này càng lộ rõ khi gặp cổ phục nhiều lớp. Tuy nhiên hiện tại, Triệu Lộ Tư đã giảm cân không ít, nên việc mặc cổ phục cũng đẹp hơn rất nhiều. 2. Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân luôn có tạo hình đẹp trong loạt phim lên sóng, dù là phim hiện đại hay cổ trang. Nét tinh nghịch của nữ diễn viên phù hợp với những cổ phục nhiều màu sắc, họa tiết trang trí bắt mắt. Hơn nữa, việc lựa chọn vai diễn phù hợp, tự tham gia vào quá trình lên ý tưởng thiết kế tạo hình, cũng giúp Ngô Thư Hân nâng tầm nhan sắc đáng kể. 3. Châu Giả. Nét đẹp của Châu Giả mang sự thanh tao thanh thoát dịu dàng và có chút lạnh lùng, khác biệt hoàn toàn với các tiểu hoa 95 còn lại. Chính thần thái này giúp nữ diễn viên hóa thân vào các mỹ nhân cổ trang tốt hơn, phù hợp hơn. Châu Giả nhiều lần được nhận xét là mỹ nhân cổ trang trời sinh, do gương mặt, vóc dáng, cũng như khí chất toát ra quá phù hợp. 4. Điền Hi Vi. Điền Hi Vi vốn không được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng nhan sắc lại là lợi thế rất lớn của nữ diễn viên. Trong Đại Phụng Đã Canh Nhân, tạo hình của Điền Hi Vi viral trên các trang mạng xã hội vì quá đẹp và nịnh mắt người xem. Theo dự đoán, khi phim lên sóng, tên tuổi nữ diễn viên sẽ chiếm sóng các trang mạng xã hội vì tạo hình cổ trang đẹp, độc đáo, có nhiều điểm khác biệt so với các đồng nghiệp khác. Một sao nữ hạng A xấu tính đến mức bắt cả đoàn phim cạo trọc đầu giống mình, quyền lực cỡ nào mà không ai dám phản kháng. Theo Sohu,
Châu Đông Vũ là một cái tên gây tranh cãi trong giới giải trí Hoa ngữ. Khán giả ở đất nước tỷ dân vừa tự hào khâm phục, nhưng cũng nghi ngờ và mỉa mai cô. Thậm chí, Châu Đông Vũ còn nhiều năm lọt top minh tinh bị ghét nhất. Nhưng sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1992 này vẫn cứ nở rộ. Hồi tháng 3, Châu Đông Vũ bị một blogger thời trang bóc phốt không tôn trọng ai, có thái độ rất tệ, kênh kiệu. Theo đó, khi tham dự sự kiện của thương hiệu và có nhiệm vụ tương tác với các khách mời VIP, nhưng cô lại luôn tỏ ra không vui, không tương tác với nhiếp ảnh gia và từ chối chụp ảnh cùng khách mời. Cuối cùng blogger đăng bài chê bai thái độ thiếu chuyên nghiệp của Châu Đông Vũ và khiếu nại với hãng thời trang. Đây không phải lần đầu Châu Đông Vũ mắc bệnh ngôi sao, cô từng nhiều lần vướng phốt vì cách hành xử láo xược với các bậc cha chú như Cát Ưu, Tôn Hồng Lôi. Do đó, Châu Đông Vũ không nhận được sự đồng cảm của công chúng, mà mọi người còn muốn tẩy chay cô. Theo Sohu, thực tế Châu Đông Vũ luôn gây tranh cãi với thái độ kém thân thiện với mọi người. Khi đóng phim Em của thời niên thiếu, nữ diễn viên phải cạo trọc đầu để vào vai học sinh bị bắt nạt, cô thực sự đã hy sinh vì nghệ thuật, nên đã xuống tóc để rồi sau đó phải đội tóc giả và mũ trong nhiều sự kiện. Tuy nhiên, sự thật là không phải một mình Châu Đông Vũ cạo trọc đầu, mà minh tinh này còn ép cả đoàn phim cạo tóc giống mình. Theo chia sẻ của chính Châu Đông Vũ, trong quá trình hóa thân vào nhân vật, cô buồn và xấu hổ khi phải cạo tóc. Do đó, cô muốn mọi người đồng hành với mình để nữ diễn viên bớt cô độc. Thậm chí, nữ nhân viên chuẩn bị kết hôn cũng bị yêu cầu cạo trọc. Khi trả lời phỏng vấn, ngôi sao 32 tuổi còn tỏ thái độ thản nhiên, khẳng định nếu như các nhân viên không chiều theo ý mình, cô sẽ sử dụng quyền lực của đạo diễn bắt ép họ phải làm theo. Sohu cho biết thêm, Châu Đông Vũ là ngôi sao lớn, có thể nói, một mình tung hoành tại mảng điện ảnh của Trung Quốc hiện tại. Do đó, quyền lực của cô trong đoàn làm phim chẳng thua kém gì các đạo diễn, nhà sản xuất. Châu Đông Vũ có xuất phát điểm cao, đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người được xưng là quốc sư của nền nghệ thuật điện ảnh Trung Quốc, đã chọn Châu Đông Vũ làm nữ chính trong phim Chuyện tình cây táo gai 2010. Nhờ đó nữ diễn viên nổi tiếng ngay từ tác phẩm đầu tay, một bước thành sao. Sau đó, sự nghiệp của Châu Đông Vũ diễn ra rất suôn sẻ, nữ diễn viên không thiếu các dự án phim để đóng, kể cả phim bom tấn thương mại lẫn dòng phim nghệ thuật. Hiện tại, Châu Đông Vũ đã trở thành tam kim ảnh hậu trẻ nhất lịch sử. Năm 2016, nhờ bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh, cô giành được giải ảnh hậu tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 53 do Đài Loan tổ chức. Đến năm 2020, Châu Đông Vũ giành nốt hai giải quan trọng còn lại là Kim Tượng do Hồng Kông tổ chức và Kim Kê do Đại Lục tổ chức với phim Em của thời niên thiếu để hoàn thành chuỗi ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất trong giới nghệ thuật Hoa ngữ. Từ đây, cô đứng ngang hàng với hai đàn chị Trương Tử Di và Châu Tấn, những người luôn được ca ngợi là thiên tài diễn xuất, sách giáo khoa về diễn xuất. Tuy nhiên, khác với hai đàn chị được công chúng công nhận về thực lực, Châu Đông Vũ lại bị đánh giá là ngôi sao đi lên nhờ có đội ngũ phía sau chống lưng, hậu thuẫn, nên sự nghiệp của nữ diễn viên mới suôn sẻ, điều này được cho là có cơ sở rõ ràng. Khi Châu Đông Vũ giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc của Kim Mã với Thất Nguyệt và An Sinh, cô nhận cùng nữ diễn viên Mã Tư Thuần. Đáng nói, đây là lần đầu Kim Mã có hai ảnh hậu. Theo Sohu, sau lưng Mã Tư Thuần là nữ diễn viên kỳ cựu Tưởng Văn Lệ, đạo diễn nổi danh Cố Trường Vệ và mẹ của Mã Tư Thuần cũng là quản lý có quyền lực cao. Hai cô gái đã tạo nên kỳ tích nhưng cũng gây tranh cãi, vì nhiều khán giả cho rằng thực lực diễn xuất của họ chưa đủ, chiến thắng không thuyết phục. Đến bộ phim Em của thời niên thiếu, đạo diễn là Tăng Quốc Tường, con trai của ông trùm giới giải trí Hồng Kông là Tăng Chí Vĩ. Do đó, phim được dự đoán sẽ giành chiến thắng lớn tại lễ trao giải Kim Tượng. Việc hợp tác với Tăng Quốc Tường cũng giúp Châu Đông Vũ giành được ảnh hậu thứ hai. Trước đó, trong một bữa tiệc, Tăng Chí Vĩ còn lớn tiếng thừa nhận có quan hệ với Châu Đông Vũ. Vì vậy, Châu Đông Vũ bị gọi là ảnh hậu tư bản, được các bên liên quan có quyền lực nâng đỡ. Hiện tại, Châu Đông Vũ đã trở thành tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử. Năm 2021, cô còn là giám khảo trẻ nhất trong lịch sử của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục được mời vào vị trí giám khảo Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh. Năm 2024, tên tuổi và sức ảnh hưởng của Châu Đông Vũ không chỉ nằm ở giới giải trí Hoa ngữ, mà cô còn được mời làm giám khảo làn sóng mới tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc. Châu Đông Vũ giờ đây không chỉ là diễn viên, ngôi sao có tiếng nói và sức ảnh hưởng quốc tế, cô còn tự sản xuất phim, tham gia đầu tư dự án, trở thành một nhà tư bản trong giới nghệ thuật. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.